Và tiếp theo hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của người dẫn chương trình. Và tiếp theo hãy cùng chờ đón trên mặt cỏ diễn viên Sĩ Nguyễn. Bởi vì để đảm bảo yếu tố giãn cách, một lần nữa cho các quan huy được mời các anh chị đã thực hiện xong phần check-in cùng với chụp ảnh, chúng ta sẽ di chuyển vào trong rạp số 2 cùng từ chỗ ngồi các anh chị nhé. Một lần nữa xin được lại, xin mời các anh chị sẽ di chuyển vào trong rạp số 2 cùng từ chỗ ngồi để chúng ta sẽ cùng theo dõi những chương trình, những cuộc đời vui vẻ.
đó diễn viên Thùy Anh. Thank you.
Và tiếp theo hãy cùng chào đón stylist Thế Vinh Lê. Và tiếp theo hãy cùng chào đón nữ ca sĩ Hồng Nhung và nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn. Và tiếp theo hãy cùng chào đón diễn viên Thu Trang và ca sĩ Pha Lê. Tiếp tục chào đón diễn viên Mai Thanh Hà. Và chúng ta hãy cùng chào đón người mẫu Trà My. Và tiếp theo hãy cùng chào đón người mẫu Kim Dung. Và đang tiến về thảm đỏ, hãy cùng chào đón diễn viên Hứa Thị Vân. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón diễn viên Trang Thí và Chiêu Liên. Và tiếp theo hãy cùng chào đón người mẫu Thanh Thảo. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón nữ ca sĩ Trang Phát. Và hãy cùng chào đón hoa hậu siêu quốc gia châu Á Ngọc Châu. Và tiếp theo hãy cùng chào đón diễn viên Cao Thái Hà.
Và tiếp theo hãy cùng chờ đón siêu mẫu muốn có. Thank you.
những con người rất cạn cỡ, và hy vọng trong buổi tối ngày hôm nay quý vị sẽ để lại những chia sẻ thật tuyệt vời cùng với Jimmy, những cuộc đời khán giả. Chúng tôi mong quý vị sẽ có nhiều bài hát thật tuyệt vời cùng với lại chúng tôi. Xin cảm ơn các chị rất nhiều. Và bây giờ đây, chúng tôi mong quý vị được mời tất cả các anh chị chúng ta cùng Quay quay cho cái đó.